Xin được gửi lời chào thân mến đến các khán giả thân yêu của Khám Phá Cùng Mít. Mình là MC đáng yêu, xinh đẹp của các bạn đây. Mấy ngày vừa qua các bạn có khỏe không? Riêng mình và các anh em của ekip thì không khỏe lắm, bởi vì chúng tớ phải dày công, vắt con mắt để tìm ra những clip hay ho và thú vị gửi đến các bạn đó. Các bạn phải ấn like và đăng ký kênh nhiệt tình cho chúng mình thì chúng mình mới cảm thấy hết mệt được các bạn ạ. Và để đáp lại tình cảm mà các bạn dành cho mình, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn những clip thú vị và chất lượng nhất về loài rắn và kẻ thù của chúng nhé. Nhưng mà cho mình hỏi là các bạn có sợ rắn không? Nếu sợ thì đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Nói vậy thôi chứ, ai cũng sợ rắn hết, kể cả Mít cũng vậy. Như các bạn đã biết, rắn là một loài bò sát vô cùng đáng sợ. Nếu như bạn bất ngờ bị một con rắn độc từ từ bò tới bên cạnh mình mà không được báo trước, thì chắc hẳn việc tìm đập nhanh và tăng huyết áp là điều không tránh khỏi. Lỡ mà bị nó tợp một cái là cụ đi chân lạnh toát rồi. Nên biết rằng, với một nét cắn của hổ mang chúa có thể one hit từ 20 cho đến 30 mạng người nếu như không được chữa trị kịp thời. Nhưng các bạn đừng lo lắng quá, vì các bạn đã đến với kênh Ngôi Nhà Bật YouTube của Mít và nhìn ra cả thế giới rồi cơ mà, lo gì. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyến du lịch Ngôi Nhà Mà Nhìn Ra Thế Giới. Đến với chuyến đi này, các bạn sẽ được băng qua những khu rừng rậm rạp mà không sợ bị hổ vồ, lội qua sông Amazon mà không sợ bị cá sấu nơ đớp, đi vào hang rắn mà không sợ rắn tợp. Các bạn có tin không? Chưa tin á, Mít uy tín vậy mà. Chưa tin thì vào video rồi xem nhé. Nhân vật chính của chúng ta nhắc đến hôm nay là loài rắn. Theo khảo sát của Mít thì rắn là một trong những loài chiếm dân số đông đảo nhất trên thế giới. Về mặt độ dân số của chúng chỉ xếp sau loài kiến mà thôi. Các nhà khoa học đã tìm ra hơn 3.000 loài rắn khác nhau. Chúng phân bố rộng rãi khắp tất cả các khu rừng rú hang hóc khắp thế giới. Chứ Bắc Cực và Nam Cực ra, lạnh như thế ai mà sống nổi cơ chứ. Loài rắn có cách thức săn mồi đa dạng cùng với khả năng thích nghi cực tốt với tất cả các môi trường sống trên trái đất. Và nhìn chung, rắn đã trở thành nỗi khiếp đảm của các sinh vật khác bởi vì chúng có nọc độc chết người và lực siết cực kỳ mạnh. Và tất nhiên, vỏ huyết dày thì sẽ có vỏ huyết dày hơn. Một số loài động vật có thể biến kẻ thù đáng sợ như loài rắn trở thành những con mồi của chính mình. Vậy chúng có thể là ai? Mời các bạn cùng Mít tìm ra câu giải đáp trong video ngày hôm nay nhé! 1. Cây mangut. Trong khi các loài động vật khác tìm mọi cách để tránh xa rắn hổ mang chúa, thì cây mangut lại tìm đến chiến đấu với các cao thủ thượng thừa này. Đã thế, rắn càng độc thì độ khoái của chúng lại càng cao, tính cách giống y người anh họ khá lửng. Haha, đúng là em trai của ta! Đúng là con trai của ta! Những con cầy mangut được coi là một trong những đối thủ để đời, để kiếp của rắn. Kể cả một con cầy bé nhỏ chưa dậy thì cũng dám đối đầu với những con rắn hổ mang hung dữ bởi vì chúng rất thích ăn thịt rắn độc. Điều đó là nhờ skill thượng thừa mà tạo hóa đã ban cho. Chúng có thể kháng độc gấp 20 lần so với chuột, cùng với đó là thân pháp tuyệt hảo và khả năng ra đòn cực kỳ chính xác. Cầy mangut còn có thể ám sát rắn hổ mang dài tới 3 mét chỉ với một nhát cắn. Đặc biệt trước khi tấn công, chúng thường dùng tuyệt kỹ nhiếp hồn đại pháp trong cửu âm chân kinh truyền thuyết để thôi miên và làm con mồi trở nên bất động bằng chính đôi mắt biết của mình. Các nhà khoa học đã từng ghi lại một trận chiến kinh thiên động địa lưng lẫy khắp giang hồ giữa một con rắn mamba đen và một con cầy mangut khi cả hai cao thủ võ lâm này chạm mặt nhau trong lúc đi săn mồi vào giữa trưa nắng. Được biết rằng, mamba đen là loài rắn cực kỳ độc thuộc họ rắn hổ. Nó sở hữu vẻ bề ngoài hung dữ và có tốc độ di chuyển khủng khiếp. Nọc độc của rắn mamba đen có khả năng giết chết 80 người chỉ sau một cú đớp. Nếu như tốc độ, sự hung hăng và sức mạnh bất kham của rắn mamba đen khi đứng trước cầy mangut chẳng khác nào đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, chỉ sau một thời gian ngắn ngắm nghía dung nhan của nhau, chú cầy mangut dùng đôi mắt Pleiku mê hoặc rồi bất ngờ tung cú đớp vào thân rắn, rồi biến nó trở thành món điểm tâm ngon lành. Mày không hớt được bao con trai, Tobi không tình yêu. 2. Idol khá lửng. Trước hết thì xin tất cả quý vị và anh chị em hãy dành một tràng pháo tay thật to để chào đón idol của chúng ta lửng mật với nghệ danh trong showbiz là khá lửng.
thanh niên quá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội động vật mà có lẽ mình không cần phải giới thiệu thêm quá nhiều. Nhưng với cương vị là một admin có tinh thần trách nhiệm cao thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin thật bổ ích và đầy đủ. Các bạn thân mến, lừng mật là loài động vật ăn thịt có họ với trồn, nhưng khác với những người anh em họ hàng bốc mùi đặc trưng của mình, chúng nổi tiếng với mái tóc bạch kim, trải dài từ đầu đến đít và bản tính bất cần, liều lĩnh và có phần manh động tựa như chí phèo phiên bản thế giới động vật vậy. Với mong muốn tụt bậc là muốn trở thành một người lương thiện, nhưng tới giờ vẫn chưa húp được bát cháo hành nào, nên cuộc sống của chúng vẫn còn phong trần lắm. Lừng mật được ông trời ban cho một bộ bảo giáp hộ thân cực kỳ khỏe, giúp làm giảm sát thương đến mức tối đa, đồng thời có khả năng miễn dịch với nọc độc rắn. Đặc biệt với thần pháp tuyệt vời cùng với hàm răng sắc nhọn, nó có thể ngấu nghiến một con rắn dài hơn nó gấp 5 lần trong vòng 15 phút. Món quái khẩu của chúng là món rắn hổ mang dãy đành đạch. Những loài rắn nào càng độc thì anh Lừng lại càng thích ăn. Có trường hợp được quay lại, ghi được một hình ảnh một con lừng mật tấn công và giết được một con rắn. Nhưng trước khi bị dính RT của đối thủ, rắn cắn một phát vào mông lừng mật, rồi lừng lăn ra, nằm im bất động. Tưởng như đã chết, nhưng một lúc sau đó, nó lại tỉnh dậy và chén ngon lành chiến lợi phẩm của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là cao thủ! Theo cái trường hợp này là lừng muốn mời em rắn ăn bữa tối, nhưng ai ngờ rắn lại trở thành bữa tối của lừng. Ba, diều hâu. Rắn đuôi chuông là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới. Những con mồi bị rắn đuôi chuông tấn công có thể mất mạng nhanh chóng bởi nọc độc của nó. Nọc độc của rắn đuôi chuông có thể gọi là kịch độc, bởi nếu đã bị rắn đuôi chuông tiêm nọc độc thì khả năng sống sót là bằng không. Rắn đuôi chuông tập trung nhiều ở các nước như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Ngoài ra, chúng còn sinh sống nhiều ở những vùng hoang dã ở Trung và Nam Mỹ. Có thể nói rắn đuôi chuông là cơn ác mộng đối với các loại động vật trong tự nhiên, với khả năng tấn công nhanh nhẹn và hạ gục con mồi chỉ trong chớp mắt của mình. Rắn đuôi chuông đã trở thành kẻ săn mồi mà nhiều loài động vật khác phải e ngại. Tuy nhiên, không phải lúc nào rắn đuôi chuông cũng chiếm thế thượng phong. Điển hình là trong trường hợp sau đây, rắn đuôi chuông đi săn mồi và đã trở thành bữa ăn ngon lành cho diều hâu. Khi đang chăm chú đi săn và tìm kiếm con mồi thì chú rắn đuôi chuông này lại không hề biết mình đã lọt vào mắt xanh của diều hâu đang đậu ở trên cây xương rồng. Chú rắn vẫn đang rất vô tư mà không biết đây sẽ là buổi đi săn cuối cùng trong đời. Buổi đi săn định mệnh của rắn đuôi chuông đã khiến mình trở thành miếng mồi ngon cho chú diều hâu đang đói bụng. Dù sở hữu nọc độc nguy hiểm, nhưng rắn đuôi chuông vẫn thất bại thảm hại trước kỹ năng của loài chim săn mồi điệu nghệ này. Bốn, thằn lằn monitor. Thằn lằn monitor là một loài bò sát, nhưng lại là một sát thủ hung hãn, được trang bị vũ khí tấn công đáng sợ như hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, cùng với chiếc đuôi lớn. Những cá thể thằn lằn đã qua tuổi dậy thì có thể dài tới hơn 1,5 mét. Thức ăn ưa thích của chúng là cú, các loại bò sát, mèo và các loại trứng. Loài thằn lằn này thường sống ở các cao nguyên châu Phi nên việc đụng độ với hổ mang chúa cũng là việc thường xuyên xảy ra. Dù bản thân sở hữu chất kịch độc thuộc top thượng hạng, nhưng không ít lần loài rắn hổ mang vẫn tử nạn trước những con thằn lằn có kích thước to lớn hơn mình. Trong một khoảnh khắc hiếm thấy, anh quay phim bất tử đã ghi lại được một cảnh tượng đụng độ khủng khiếp giữa một con hổ mang chúa dài 2 mét và một con thằn lằn monitor. Trước hết, có một điều mà các bạn nên biết rằng đó là một cú cắn của hổ mang chúa có thể giết chết 20 người và cướp đi mạng sống của một con voi châu Phi trong vài giờ đồng hồ. Với ưu thế này, thì kết quả trận đấu này ra sao thì các bạn đoán xem. Kết quả là rắn chết chứ còn gì nữa. Nhân vật chính mà chết thì lấy đâu phim cho chúng ta xem, đúng không nào? Thằn lằn monitor là loài chiến binh cực kỳ dũng mãnh, không hề ngán ngẩm bất kỳ loài rắn độc nào, bởi vì chúng được thiên nhiên ban tặng cho bộ giáp hộ thân cứng cáp giúp giảm sát thương hiệu quả. Đây, lấy dẫn chứng luôn cho mà thiên hạ có trầm trồ không nhá. Trong video ghi lại, hình ảnh một con monitor đang bị rắn hổ mang quấn chặt cổ, đeo bám không rời. Tuy nhiên thằn lằn ta thì chẳng mấy bận tâm, chậm rãi bỏ về phía trước, phong thái rất khoan thai. Đến lúc cơn tức tối của nó dâng lên thì cả loài chăn cũng không hề gì cả. Chị monitor đi vài quyền cơ bản là đã đủ để hạ gục con rắn này rồi.
5. Linh miêu đuôi cọc. Linh miêu đuôi cọc hay còn có tên gọi khác là pocket là loài động vật phổ biến ở miền Nam Canada đến miền Trung Mexico và hầu hết lục địa Hoa Kỳ. Linh miêu đuôi cọc có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không cần đến thức ăn nhưng sẽ ăn rất nhiều khi con mồi phong phú. Chúng đi săn bằng cách rình mồi, phục kích, rượt đuổi ngắn và bất ngờ chụp lấy con mồi. Chúng ưa thích nhất là săn động vật có vú nằm trong khoảng từ 0,7 đến 6kg như thỏ và chuột. Nếu như không có thứ gì đút vào miệng, linh miêu có thể xơi cả chim lẫn bò sát cho tới rắn độc. Trong video ghi lại một con linh miêu đang tấn công với một con rắn đuôi chuông. Linh miêu không miễn dịch với rắn độc, tuy nhiên nhờ tuyệt kỹ bách biến quỷ ảnh của họ nhà mèo và chiếc bụng đói đã giúp cho linh miêu có được nghị lực và tránh được hết các đòn cắn của rắn đuôi chuông. Sau vài lần cố gắng tấn công linh miêu mà không thành, cuối cùng con rắn cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Thế mới biết, loài rắn hổ mang chúa tuy mạnh mẽ, oai phong là thế, nhưng vẫn bị hạ gục bởi những loài động vật này đấy các bạn ạ. Hai, cuộc sống mà. Xin thông báo cho các bạn một tin buồn là video đến đây là hết rồi. Và một tin vui là ngày mai chúng ta sẽ lại có video mới. Nếu các bạn thấy video này thú vị, hãy like và ấn subscribe ủng hộ cho Khám Phá Cùng Mít nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.